Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, chiều nay tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các vấn đề kinh tế xã hội của đất nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận. Tại phiên họp này, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, trong đó đáng chú ý là các kiến nghị đề xuất của đại biểu về tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc rào cản lớn đối với doanh nghiệp, thực trạng còn tồn tại nhiều khó khăn trong sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp, cần phân tích cụ thể nguyên nhân chủ quan của các văn bản mâu thuẫn chồng chéo, đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, vân vân. Trước đó tại phiên thảo luận sáng nay, các đại biểu cũng đã cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng. Theo đó có 27 đại biểu phát biểu ý kiến và 7 đại biểu phát biểu tranh luận. Ba bộ trưởng, trưởng ngành đã tham gia phát biểu giải trình làm rõ các vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm.